Hôm nay sư sẽ giảng bài pháp có chủ đề là hành thiền để gột rửa những cấu uế ở trong tâm. Thì cái thân của mình nó có rất nhiều cái cấu uế. Nếu như mà khoảng mà một tuần mình không tắm, mình sẽ thấy cái thân của mình nó rất là ô uế nhơ bẩn. Thì vì vậy cho nên là mình thường xuyên phải vệ sinh cái thân thể này. Và những cái y phục mình mặc ở trên thân cũng vậy. Khi mà những cái y phục đấy nó mình chưa mặc vào thì nó rất là sạch sẽ, nhưng khi nó mặc vào thân này là nó cũng cấu uế. Và vì vậy cho nên là mình cũng thường xuyên phải giặt giũ những cái bộ y phục mà mình đã mặc ở trên thân này. Rồi là những cái đồ vật mà mình sử dụng hàng ngày nó cũng có rất nhiều những cái cấu uế, và mình phải vệ sinh nó, như nhà cửa, những cái đồ dùng, bàn ghế, rồi tất cả những cái mà mình thường xuyên sử dụng, thì đó là những cái nó thuộc về vật chất, và mình sẽ nhận biết được cái sự cấu uế của nó một cách rõ ràng. Và hàng ngày mình trong cuộc sống hàng ngày mình phải bỏ ra rất là nhiều cái thời gian công sức để mình vệ sinh, tẩy rửa những cái cấu uế cho cái thân thể, cho những cái vật mà mình sử dụng hàng ngày. Nhưng mà có một cái vô hình vô tướng nó cũng có cấu uế, đó chính là cái tâm của mình. Cái tâm của mình đừng nghĩ là nó không có cấu uế, mà nó có cấu uế. Nhưng cái cấu uế này chỉ mình mới biết, người khác không biết. Chính vì vậy cho nên là con người ta thường lười biếng, không vệ sinh cho cái tâm, không có tẩy rửa những cái cấu uế ở trong tâm. Vì vậy cho nên là cái tâm cấu uế nó chất chồng từ đời này sang đời khác. Nó chất chồng trải qua rất là nhiều năm tháng. Cho nên là bây giờ cái người nào mà mình quay trở vào cái nội tâm, mình khởi lên cái ý muốn làm cho cái nội tâm này trở nên thanh tịnh, thì lúc đấy mình mới đào bới, mình mới thấy cái tâm của mình nó có một những cái tầng lớp cấu uế rất sâu dày. Nếu như mà mình không nhìn vào thì mình sẽ không thấy. Nên khi mình nhìn vào nội tâm mình sẽ thấy nó vô cùng cấu uế, bởi vì là nó đã được tích tụ, nó đã được tích lũy, nó đã được chất chồng từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên là bây giờ những cái lớp cấu uế đấy nó không hề ít một chút nào. Và cái người nào mà mình đang thực hành cái pháp thiền mà cái giáo pháp của Đức Phật giảng dạy đây, là những người mình đang nỗ lực từng giờ từng phút từng ngày từng tháng để mà mình vệ sinh, dọn dẹp, tẩy rửa những cái cấu uế, để mình tống khứ những cái ô nhiễm, những cái bụi bặm, những cái bất tịnh ở trong nội tâm ra, làm cho cái tâm của mình nó sáng suốt, thanh tịnh trở lại. Vậy cho nên là ở trên đời cũng như thế, có những cái vật mà nó có cấu uế ít thì bây giờ mình vệ sinh nó rất là an nhàn, rất là đơn giản. Nhưng mà cũng có những cái vật mình để cho nó cấu uế, nó bụi bặm, nó đã nhiễm rất là sâu, thì bây giờ mình tẩy rửa nó rất là khó khăn. Ví dụ như là bây giờ mình có một cái áo mới và nó chỉ có một chút bụi bặm, một chút mùi hôi, mình sẽ nhúng vào nước, mình rửa qua một cái, mình mang đi phơi là nó đã thơm sạch trở lại, không tốn nhiều công sức và mình cũng có thể làm được việc đó. Cũng như vậy, nếu như cái người nào có cái nội tâm có ít cấu uế thì bây giờ cái người đấy tu tập nó rất đơn giản, người đấy chỉ cần hơi chú vào đề mục là đã đạt được sự thanh tịnh ngay. Vì thế có những người tu tập rất là đơn giản mà đã thành công. Vì cũng có những người tu tập rất là lâu năm mà nó không hết được cấu uế. Nó cũng giống như là có những cái áo mà mình đã để rất là lâu ngày, bụi bặm,
và cấu uế nó đã trùm phủ từ năm này qua tháng nọ, mình không có giặt giũa nó và bây giờ đem đi giặt nó thì mình phải rất mất rất nhiều công sức để mà vò giũa, để mà tẩy rửa, để mà trừ khử những cái cấu uế ở trên chiếc áo đó đi thì nó mới thanh tịnh trở lại được. Và cũng có những chiếc áo dù mình có tẩy rửa đến đâu đi chăng nữa nó cũng không thể thanh tịnh trở lại được, bởi vì nó đã cấu uế quá nặng rồi. Chính vì vậy cho nên là khi Đức Phật đắc đạo dưới cội Bồ Đề và lúc đấy Ngài cũng có nghĩ đến cái vấn đề là ta sẽ đi thuyết pháp độ sinh. Nhưng ngay trong cái lúc đấy Ngài quán sát cái căn cơ, cái tâm tánh của chúng sinh thì Ngài thấy rằng là chúng sinh kẻ hạ nhiệt, người cao sang, có người thì cấu uế nhiều, có người thì cấu uế ít. Nó giống như là một cái ao sen, tức là những cái hồ sen mà nó đang mọc lên ấy. Có những cái bông sen nó đã ra khỏi nước, thì cái bông sen đấy nó sẽ nở hoa rất nhanh chóng. Có những bông sen còn ở trong nước nhưng đã ra khỏi bùn, còn có những bông sen vẫn còn ở trong bùn, chưa ra khỏi bùn. Thì chúng sinh sống ở trên đời cũng như vậy, có những người giống như bông hoa đã ra khỏi bùn và ra khỏi nước, đó là những người có rất ít cấu uế bụi trần. Cho nên là có những người Đức Phật chỉ cần khai thị, chỉ cần thuyết giảng, chỉ cần nói lên một bài kệ, chỉ cần thuyết một thời pháp, là những cái người đấy sau khi lắng nghe giáo pháp đã có thể chứng ngộ được đạo quả, đã có thể giác ngộ được chân lý, mà cái người đấy không cần phải mất nhiều thời gian công sức để tu tập. Bởi vì những cái người đấy họ đã mài giũa, họ đã tẩy trừ những cái cấu uế từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, và nó đã thanh tịnh được 99% rồi. Đến bây giờ chỉ nhờ cái pháp của Đức Phật gột rửa thêm một chút xíu nữa là họ khai mở được cái tuệ nhãn, là họ giác ngộ được chân lý. Cũng có những người sống ở trên đời này giống như là những cái bông hoa sen còn đang ở trong nước nhưng đã ra khỏi bùn, thì những cái người này chỉ cần tinh tấn nỗ lực thêm một thời gian nữa họ sẽ ra khỏi nước và họ sẽ thấy được cái ánh sáng mặt trời và họ sẽ nở hoa. Như vậy bông sen ấy nó ra khỏi cái ánh ra nước, nó xúc chạm với ánh sáng mặt trời nó sẽ nở ra hoa. Thì cũng thế, có những người ở trên đời này cái mức độ cấu uế ở cái mức vừa phải trung bình, thì những cái người đấy họ cần công phu thêm một thời gian nữa. Họ nghe pháp nhưng họ chưa thể giác ngộ ngay cái lúc nghe pháp đấy được, họ cần phải thọ trì, họ cần phải thực hành, họ cần phải có thời gian để tu tập gột rửa dần dần, rồi những cái người đấy cũng sẽ giác ngộ, cũng sẽ giác ngộ được chân lý, giống như là bông hoa sen cũng sẽ tỏa sáng được. Còn có những người sống ở trên đời này cũng giống như là những bông sen còn nằm ở trong bùn, chưa ra khỏi bùn, thì đó là những người rất nặng, có cái cấu uế rất là sâu nặng, có cái phiền não rất là sâu nặng, có cái tà kiến rất là sâu nặng. Những cái người này không đảm bảo, không chắc chắn, cái số phận của họ sẽ là 50-50, cũng giống như là bông sen nó còn nằm ở trong bùn. Có thể nó sẽ ra khỏi bùn, có thể nó sẽ ra khỏi nước, có thể nó sẽ nở hoa, nhưng cũng có thể nó sẽ làm thức ăn cho rùa cá. Nếu như con rùa, con cá, những cái loài thủy tộc sống ở dưới nước, nó có thể bắt gặp được những cái bông sen đấy, nó sẽ ăn, nó sẽ gặm nhấm, và cái bông sen đấy sẽ không có cơ hội để nở hoa. Cũng như vậy, có những người ở trên đời này, những cái cấu uế của người đó rất sâu nặng, người ta có thể không có nhân duyên để gặp được Phật pháp, hoặc là nếu có gặp được Phật pháp có thể họ không hiểu gì cả, dù có nghe pháp họ không hiểu gì cả, dù có thực hành pháp họ cũng không thể chứng ngộ được, bởi vì cấu uế đó rất sâu nặng. Và những cái người đấy sẽ chìm đắm ở trong luân hồi rất lâu dài,
và không biết cái ngày nào mới có thể giải thoát được. Đấy là có những cái hạng người khác nhau như vậy, bởi vì có những cái cấu quế khác nhau như vậy, cho nên là có những cái sự tu tập nó cũng khác nhau như vậy. Có những người tu tập rất là dễ dàng, bởi vì cái người đấy đã từng tẩy trừ cái cấu quế từ nhiều đời nhiều kiếp. Có những người tu tập bây giờ mình cần phải có một thời gian rất dài công phu để tẩy trừ những cái cấu quế ở trong tâm, nhưng mà cũng có người có thể mình phải trải qua rất nhiều đời nhiều kiếp mới tẩy trừ được hết những cái cấu quế ở trong tâm đó. Vậy thì cái cấu quế là cái gì và mình cần phải tẩy trừ nó như thế nào? Thì cái cấu quế ở trong tâm ở đây có nghĩa là cái nội tâm của mình tràn ngập những cái dục tham thì đó là cấu quế. Như mình, con mắt nó tham ái với cảnh sắc, nó tham đắm, nó đắm nhiễm đối với cái cảnh trần. Cứ cái gì đẹp là nó ao ước, nó khao khát, nó ưa thích. Đó là cái một trong những cái dạng cấu quế. Thì khi mà nó đạt được rồi, nó mà khao khát, nó ưa thích một cái cảnh đẹp nào đấy, nó đạt được rồi, thì cái lòng dục tham đấy nó lại còn lớn hơn, nó lại tăng trưởng hơn. Như vậy, vì đó là cái cấu quế. Khi mà mình đạt được rồi thì cái cấu quế nó chỉ tăng lên chứ nó không hề giảm đi. Cũng vậy, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm với những cảnh khả ái, khả đạt, hấp dẫn, liên hệ đến tham dục, thì dục tham lại bốc cháy, dục tham lại bắt đầu, nó lại chìm đắm ở trong đó, nó lại chìm đắm ở trong cái dục tham đấy. Còn nếu như nó gặp vào những cái cảnh không khả ái, nó gặp những cái cảnh mà đáng nhàm chán, đáng chán ghét, thì sân hận sẽ khởi lên. Thì những cái sân hận, tức giận, bực bội, buồn phiền, âu sầu, đấy là những cái cấu quế ở trong tâm. Và cái tâm hàng ngày nó cứ hay lăng xăng, nó phóng dật, nó suy nghĩ tạp nham, chuyện này chuyện khác, thì đó cũng là những cái cấu quế ở trong tâm. Những cái tâm mà nó ganh tị, cái tâm bòn sẻn, cái tâm hối hận, cái tâm giận hờn, thì tất cả những cái điều đó nó cũng đều là những cái cấu quế ở trong tâm. Và tất cả những cái tâm gì nó thuộc về dục tham, nó thuộc về sân hận, nó thuộc về não hạ, nó thuộc về vô minh tà kiến, thì tất cả những cái đó nó đều là những cái cấu quế ở trong tâm. Vậy cho nên là Đức Phật từng có một vị có Đức Phật đã từng có cái lời dạy rằng là cái nội thân, cái thân của mình có thể một ngày nó không có bệnh, có thể có một tháng nó không có bệnh, có thể một năm nó không có bệnh, nhưng cái tâm của mình thì không có cái ngày nào mà nó không có những cái bệnh đấy. Đó là những cái bệnh cấu uế, đó là những cái phiền não nó thường xuyên khởi lên như vậy. Đối với một cái người mà không tu tập, không hút được cái nội tâm, thì những cái tâm thanh tịnh của vị đó sẽ rất là ít, còn những cái tâm ô nhiễm của vị đó sẽ rất là nhiều. Thì vậy nên là cái pháp tu tập đó là cái pháp nó đối trị, tức là cái pháp tu tập thực hành những cái pháp thiền là những cái pháp trực tiếp gột rửa, tẩy trừ, để diệt trừ hết tất cả những cái cấu uế mà nó đang ngủ ngầm ở trong tâm này, để cần phải loại bỏ được hết nó ra ngoài. Thì có những cái cấu uế chỉ cần mình nghe pháp nó cũng có thể, mình nghe cái sự hướng dẫn, tức là mình chỉ cần nghe cái lời giáo huấn, cái lời giảng dạy, nó cũng có thể làm cho cái cấu uế đó được diệt trừ. Nhưng mà cũng có những cái cấu uế dù mình có nghe pháp nó cũng không diệt trừ được, mà nó cần phải có cái sự tu tập ở trong nội tâm. Thì nó cũng giống như là những cái thứ cỏ hoang, có thể là mình có những cái cây cỏ ấy, thì mình chỉ cần rất là đơn giản, đó là mình chỉ cần nhổ nó đi được. Nhưng mà cũng có những cái cây mình cần phải đào bới đến cái tận gốc rễ của nó thì nó mới hết được. Thì cũng như vậy, có những cái cấu uế phiền não thì mình chỉ cần nghe giảng giải Phật pháp nó cũng đã được tiêu trừ. Ví dụ như là những cái người trước kia người ta có những cái niềm tin không chân chánh,
người ta nghĩ rằng là chết rồi là hết, đấy là một cái loại tà kiến. Nhưng khi mà nghe giáo pháp của Đức Phật, người ta khởi lên cái chánh kiến, người ta khởi lên cái niềm tin chân chánh, biết rằng là chết rồi thì chúng sinh sẽ còn đi luân hồi tái sinh, những cái hành vi thiện ác nó đều để lại cái quả báo. Thì đấy là cái người chỉ cần khởi lên cái niềm tin như vậy, nó đã bớt được những cái cấu uế rồi. Nhưng mà cũng có những cái cấu uế nó thuộc về dục tham, nó thuộc về sân hận, nó thuộc về ngã mạn, nó thuộc về những cái tâm phóng dật. Thì dù mình có nghe giảng dạy, dù người khác có nói rằng không được khởi lên cái tâm tham dục, không được khởi lên tâm ngã mạn, không được khởi lên tâm sân hận nữa, hãy sống có cái lòng từ bi bác ái, hãy sống với cái trí tuệ, hãy sống với tỉnh giác chánh niệm. Dù mình có thể nghe cái lời đó, nghe đi nghe lại, nghe nhiều lần, mình có thể chấp nhận điều đó, mình có thể mong muốn cho cái tâm của mình nó được như vậy, nhưng là mình cũng không thể nào đạt được như vậy, mà nó cần có một cái thời gian công phu, nó cần phải có cái sự tu tập hàng ngày. Thì chính vì vậy cho nên là mình cần phải bỏ cái thời gian, bỏ cái công sức, phải có dùng cái chánh niệm, dùng cái sự tỉnh giác của mình để mình thực hành những cái công phu tu tập hàng ngày, thì mới có thể đoạn trừ được nó, mới có thể dứt bỏ được những cái cấu uế ở trong nội tâm này. Thế thì cái pháp hành thiền thứ nhất đó là cái pháp hành thiền niệm hơi thở. Ví dụ như là tất cả thiền sinh thường sẽ được thực hành cái pháp thiền niệm hơi thở đầu tiên. Vậy cái pháp thiền niệm hơi thở này nó sẽ có cái lợi ích gì, nó sẽ có cái mục đích gì, và sẽ thực hành cái pháp thiền như thế này thì sẽ nó sẽ khiến cho cái tâm trí của mình nó trở nên như thế nào. Bởi vì là tất cả mọi người mình thường hay có cái tâm, đó là cái tâm năng xăng, cái tâm mà nó hay suy nghĩ nan man, và cái tâm nó được ví dụ như là một con khỉ, nó chạy nhảy à, lúc thì nó ở cành này, lúc thì nó sang cành khác. Cũng như vậy, cái tâm ý của một cái người bình thường nó hay suy nghĩ mông lung, lúc thì nó ở cái cảnh này, lúc thì nó lại suy nghĩ sang một cái cảnh khác, lúc thì nó nghĩ về quá khứ, lúc thì nó suy tư ở hiện tại, lúc thì nó suy tư ở tương lai. Thì những cái tâm đó gọi là cái tâm phóng dật, cái tâm năng xăng như vậy. Hay là giống như một cái con ngựa mà nó không có dây cương thì nó sẽ đi năng xăng, nó rong ruổi ở nơi này đến nơi khác. Và những cái con vật mà nó không được điều phục thì nó sẽ đi rong ruổi cũng như vậy. Cái tâm mình mà không được điều phục nó sẽ đi rong ruổi, mà nó đi rong ruổi như thế thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là nó có thể gặp những cái nguy hiểm. Nếu như mà một cái con khỉ, con vượn hay là một cái con ngựa mà nó cứ đi năng xăng như thế, nó có thể lạc vào những cái bẫy, nó có thể bị gặp những cái con thú dữ và nó có thể bị ăn thịt, nó có thể bị đau khổ, nó có thể gặp những cái rủi ro bất hạnh. Cũng như vậy, cái tâm của mình nếu như không được điều phục, không được huấn luyện, không được tu tập, cứ để cho nó rong ruổi, cứ để cho nó năng xăng phóng dật thì nó sẽ đi năng xăng, nó đi thì nó sẽ gặp cái gì? Nó sẽ gặp những cái nguy hiểm bất hạnh, nó sẽ nghĩ đến những cái chuyện xấu ác. Ví dụ như là nó rong ruổi, nó nghĩ đến những cái cảnh dục tham đã xảy ra, đã diễn ra ở trong quá khứ, nó sẽ nghĩ đến những cái chuyện mà dục tham mà sẽ diễn ra ở trong tương lai, nó sẽ nghĩ đến những cái chuyện sân hận đã xảy ra ở trong quá khứ, đã xảy ra ở trong hiện tại, đã xảy ra ở trong tương lai. Những cái chuyện quá khứ đã qua rồi, nhưng mà vì cái tâm rong ruổi, vì cái tâm năng xăng ấy, nó vẫn ôn lại, nó vẫn khởi lên, và những cái tâm phiền não, những cái tâm ô nhiễm đấy nó vẫn cứ tiếp tục được khởi lên. Những cái chuyện nó chưa xảy ra trong tương lai, nhưng vì cái tâm rong ruổi ấy, nó vẫn khởi lên những cái phiền não, những cái lo lắng, những cái bất an, cho nên nó làm cho cái nội tâm của cái vị đó trở nên yếu ớt, nó làm cho cái nội tâm lại đã ô nhiễm lại càng ô nhiễm hơn. Vì vậy cho nên là nó cần phải được cột nặng, nó cần phải được
nó cần, nó giống như là cái sợi dây, nó cần phải cột trói cái tâm đó đã, để cho nó điều phục, để cho nó thuần thục. Thì sau này khi cái nội tâm đó nó được điều phục, nó thuần thục rồi, nó mới biết là con đường nào an toàn, con đường nào nên đi và con đường nào không nên đi. Cũng giống như vậy, khi mà một cái con ngựa được điều phục, nó sẽ biết là nên đi cái con đường nào và nên tránh cái con đường nào. Cũng như vậy, cái nội tâm mà được tu tập, được điều phục, làm cho nó thuần thục rồi, thì nó biết là nên suy nghĩ đến cái gì và không nên suy nghĩ đến cái gì. Đấy là vì vậy cho nên là mới cần phải tu tập ở trong cái nội tâm của mình, mới làm chủ được cái tâm, và cái tâm nó mới biết nên tác ý cái gì có lợi ích, tác ý đến cái gì sẽ gây ra cái sự tai hại, cái sự tai họa. Vì vậy cho nên là mình cần phải tu tập tâm, mình cần phải điều phục, phải hàng phục cái tâm đấy. Đó là cái sự thực hành cái pháp thiền niệm hơi thở là đầu tiên, để ngăn ngừa, để chế ngự, không làm cho cái tâm nó đi rong ruổi, không làm cho cái tâm nó phóng dật năng sang, nó suy nghĩ lan man mông lung, và nó suy nghĩ đến cả những cái điều tốt, và nó suy nghĩ cả đến những cái điều rất là xấu xa. Thực ra thì nếu như bây giờ ấy, mà nếu như những cái suy nghĩ của mình nó mà biến thành hình ảnh để cho người khác có thể thấy được, giống như là người ta có thể thấy được những hình ảnh ở trên trên màn ảnh, trên TV, trên máy tính, điện thoại ấy, thì mình sẽ thấy cái tâm của mình nó đẹp hay nó xấu đến mức độ nào. Mình sẽ thấy được cái tâm của người khác hay nó đẹp hay nó xấu đến mức độ nào. Bởi vì là mình không thấy được tâm của người khác, cũng như người khác không thấy được tâm của mình, cho nên có thể mặt đối mặt rất là tươi cười hớn hở đấy, nhưng mà trong lòng đầy những cái tâm bất thiện, đầy những cái tâm oán hận giận hờn, đầy những cái dục tham ô nhiễm. Bởi vì không, mình không thấy được, nhưng mà có những người thấy được tâm mình, có những cái người thấy được tâm mình một cách rõ ràng, nghĩ cái gì sẽ các vị ấy sẽ biết cái tâm của mình từ chi tiết, từ cái suy nghĩ dù là nhỏ nhất. Đó là ai mà có thể biết được tâm mình? Đó là các vị chư thiên có tha tâm thông, các vị ấy sẽ biết được tâm mình. Các bậc thánh nhân A La Hán có tha tâm thông, các vị ấy thấy tâm mình một cách rõ ràng. Và các đức Phật là những người thấy cái tâm của chúng sinh một cách rõ ràng, không có một ý nghĩ nào, không có một cái niệm khởi nào mình khởi lên mà các bậc thánh nhân đức Phật mà không thấy được cái tâm của mình. Chính vì vậy cho nên là khi mà đức Phật nghĩ đến cái việc đi thuyết giảng giáo pháp phổ độ chúng sinh, ngài nói rằng là thế gian này chìm đắm trong ái dục, họ có cái tâm ô nhiễm rất là sâu nặng. Nếu như ta thuyết giảng cái giáo pháp quá thâm sâu, quá vi diệu này, có thể người ta sẽ không hiểu được giáo pháp, không thực hành giáo pháp đấy, thì thật là mệt mỏi cho ta. Nhưng mà cũng ngay lúc đấy thì có một vị Phạm Thiên Sambati đã đến và thỉnh cầu Đức Phật này, trong những cái chúng sinh bị ô nhiễm này, vẫn còn có những cái người có nội tâm thanh tịnh, ít bụi trần, ít ô nhiễm, vẫn có thể giác ngộ được, hiểu được giáo pháp, và cũng thỉnh Đức Thế Tôn hãy thuyết pháp. Thì lúc đấy thì cũng là cái lúc mà Đức Phật khởi lên cái ý nghĩ cũng tương tự như vậy. Ngài vẫn biết trong thế gian cũng còn có những người có thể lãnh hội được giáo pháp, cho nên Ngài vẫn khởi lên cái tâm là vẫn tiếp tục đi thuyết giảng giáo pháp. Vì vậy cho nên là cái giáo pháp của đạo Phật nó đi ngược lại hoàn toàn với cái đời sống của thế tục, với cái đời sống tầm thường của thế gian, vì đó là cái giáo pháp suốt thế gian. Cái người thế gian người ta có những cái ô nhiễm, có những cái cấu uế ở trong tâm, nhưng người ta không hề biết, người ta không coi đó là cấu uế, không hề coi đó là ô nhiễm. Thì giữa một cái người có cấu uế mà biết mình có cấu uế, và một cái người có cấu uế mà không biết mình có cấu uế, hai cái người đấy hoàn toàn khác nhau. Giống như là một cái người có một cái bát sạch sẽ, vị ấy quăng vào trong một cái góc nhà, rồi hàng ngày cái cấu uế nó bám bụi lên trong đấy, vị ấy biết rằng cái bát này có cấu uế, cho nên vị ấy lau chùi cho nó sạch sẽ. Còn một người khác cũng có một cái bát đấy quăng vào trong góc nhà,
nhưng mà vị ấy, mặc dù cái bát đấy nó có cấu uế, nhưng vị đó không quan tâm, không để tâm, cho nên càng ngày cái bát đấy nó càng bụi bặm và cấu uế nhiều hơn. Cũng vậy, nếu mà một cái người mình có cấu uế ở trong tâm, mình biết là nội tâm ta có cấu uế, thì cái người đấy sẽ có cái ý thức là mình cần phải tẩy trừ cái cấu uế này, thì cái người đấy sẽ có được cái nội tâm thanh tịnh. Còn cái người mà người ta có cấu uế mà người ta không biết, thì người ta sẽ không có cái ý thức là mình cần phải gột rửa những cái cấu uế này, thì cái người đấy sẽ có một cái nội tâm càng ngày càng cấu uế hơn. Thì cái người nào mà có cấu uế, sống với cấu uế, chết với cái nội tâm cấu uế đấy, vị ấy sẽ sinh ra ở một cái cõi sống đầy những cấu uế. Còn cái người nào mà có cái nội tâm thanh tịnh, vị ấy gột rửa những cấu uế, sống với cái nội tâm thanh tịnh đấy, khi chết với cái tâm thanh tịnh, vị ấy sẽ sinh ra ở một cái nơi của một cái cõi sống rất là thanh tịnh. Vì vậy cho nên là trong thế gian này có những cái chúng sinh sinh ra ở trong cái bóng tối, sống trong bóng tối và chết đi trong bóng tối. Đó là những cái chúng sinh mà sinh như loài sâu bọ, nó sống ở trong đất. Những cái loài giun sán, nó sinh ra ở trong bao tử dạ dày của những chúng sinh khác. Những cái loài rùa, những cái loài mà nó sống ở trong nước, nó sinh ra trong nước, sống trong nước và nó cũng chết đi ở trong đấy, ở dưới bùn sâu. Hay là cũng có những cái chúng sinh sinh ra ở trong xác thối, sống trong xác thối mà chết đi trong xác thối. Đó là những cái loài sâu bọ, những cái loài giun sán, những cái loài mà sinh ra ở trong phân hay trong xác thối, thì đó cũng là những cái chúng sinh vì khi mà có cấu uế nó không hề biết là mình có cấu uế, cho nên là chết với cái nội tâm có cấu uế, nó phải sinh ra ở những cái cảnh giới có cấu uế như vậy. Hay là có những chúng sinh thì sinh ở trong lửa đỏ, lửa nóng bỏng, sống ở trong lửa nóng bỏng và chết đi ở trong lửa nóng bỏng. Như là những chúng sinh sinh ở trong địa ngục, phải sống ở trong địa ngục đấy, bị thiêu đốt bởi lửa bỏng đấy suốt cả một cái kiếp sống và phải chết ở trong đó. Thì đó cũng là những chúng sinh có những cái tâm bất thiện, có những cái tâm cấu uế mà không tẩy trừ, không diệt trừ, không tu tập, thì những cái chúng sinh đấy sẽ sống với những cái tâm cấu uế mà phải chết với cái tâm cấu uế, thì sẽ sinh ra những cái đời sau đầy những cấu uế như vậy. Còn những cái chúng sinh khi mà mình tẩy trừ được những cấu uế đấy, mình sinh ra ở của những cái đời sau sẽ rất là cao thượng, thanh tịnh hơn. Như là có những chúng sinh sinh ra ở cái cõi người này thì cũng có cấu uế mà cũng có một phần thanh tịnh. Còn những chúng sinh cao thượng hơn nữa, đó là họ sinh ra ở những cõi thiên giới có hào quang thù thắng tỏa sáng, và họ sống có những cái đời sống an vui hơn, thì đó cũng là vì cái nội tâm của họ được thanh tịnh, cho nên họ mới sinh về những cái cảnh giới thanh tịnh. Còn đặc biệt là có những cái hàng chư thiên cao cấp, đó là các vị phạm thiên, họ sinh ra ở những cái cảnh giới rất là thanh tịnh thù thắng, họ có những cái sắc thân tỏa những cái hào quang sáng chói, họ có những cái tuổi thọ rất là lâu dài, họ có một cái đời sống rất là an lành. Hay là có những cái chúng sinh có thể đi đến niết bàn, chấm dứt cái vòng luân hồi sinh tử được, cũng là nhờ vị đó đã diệt trừ, đã gột sạch cái nội tâm của mình, không còn một chút dư tàn của những cái cấu uế trong tâm nữa. Chính vì vậy mà cái sự tu tập làm những cái là một cái công phu, hay là làm một cái quá trình để mình gột rửa, để mình tẩy trừ hết những cái cấu uế ở trong nội tâm, từng bước một, từ thấp cho đến cao, mình diệt trừ những cái cấu uế từ dễ cho đến khó, và để đến khi nào mình diệt trừ, mình có thể gột rửa hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch, đến mức độ mà không còn một chút cấu uế nào nữa, thì đến lúc đấy mới được gọi là sự tu tập đã viên mãn, đã hoàn thành cái phận sự, cái công việc. Thế thì cái bước đầu tu tập là cũng là mình phải tu tập từ cái dễ cho đến những cái bước khó hơn. Thì cái nội tâm mình nó năng sang như vậy, mình cần phải chú tâm vào hơi thở, mình cột tâm vào hơi thở, để cho cái tâm nó không còn đi năng sang, thì cái tâm nó trở nên thuần thục rồi, nó cũng sẽ tỏa sáng, nó cũng sẽ tỏa chiếu, nó cũng giảm bớt được một phần cấu uế. Nếu như mà một cái người đấy có cái
cái tâm năng sang phóng dật như vậy, thì mình sẽ thực hành cái pháp thiền niệm hơi thở để nó tẩy trừ những cái cấu uế như thế, tẩy trừ những cái cấu uế của cái tâm năng sang phóng dật đó, cũng làm cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh ra, nó cũng sẽ cái tâm định tĩnh nó cũng thanh tịnh, nó giống như là cái tấm gương mà nó để lâu ngày bụi bặm nó đã che phủ, và bây giờ cái người đó cần phải dùng những cái khăn, cần phải dùng những cái nước thanh tịnh để tẩy rửa, để gột rửa, để làm cho nó thanh tịnh ra. Thì cái tâm của mình vì nó có rất là nhiều những cái ô nhiễm, dục tham sân hận, trạng mối hoài nghi, thì tất cả những cái triền cái nó là những cái cấu uế. Khi mà một cái người thực hành cái pháp thiền thì dần dần cái tâm nó sẽ bớt những cái triền cái đi và nó sẽ trở nên thanh tịnh. Cho nên là một cái người thực hành hơi thở cho đến lúc cái tâm của mình nó định tĩnh, nó thanh tịnh thì mình sẽ thấy nó có ánh sáng nó xuất hiện. Thì cái ánh sáng này là do cái tâm thanh tịnh của mình nó phát sáng lên, nó tạo ra những cái sắc do tâm sinh. Thì cái sắc ấy nó có màu, nó là những cái sắc pháp, tức là nó có là đất nước lửa gió, là màu, là mùi, là vị, thì nó có dưỡng chất thì nó là những cái sắc đấy, bởi vì nó có màu, nó có cái chất lửa cho nên nó tỏa sáng lên thì gọi nó là cái ánh sáng, hay là còn gọi là những cái nimitta. Và càng tu tập ở cái mức độ sâu hơn, cao hơn thì cái ánh sáng nó càng tỏa sáng hơn, cái nimitta đấy, cái tợ tướng ấy nó càng lúc nó càng sáng rực rỡ mạnh mẽ và tỏa chiếu hơn. Cho nên là cái ánh sáng ấy nó có thể xuất hiện trong vòng 5 phút, 10 phút, nó có thể xuất hiện liên tục 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, nó có thể xuất hiện suốt ngày, suốt đêm, tùy theo vào cái mức độ, cái nội tâm của vị đó. Mà càng thanh tịnh thì cái nó càng ít những cái cấu uế, thì cái hào quang, cái tự tướng của vị đó nó sẽ càng tỏa sáng lên. Thì đấy là do mình có tu tập thì nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó tỏa sáng như thế, nó thanh tịnh như thế. Cũng có những cái người khi mà mình có những cái loại cấu uế khác nhau, tức là có những cái người thì nặng về cái tâm năng sang phóng dật, nhưng mà cũng có những cái người thì lại rất nặng về những cái tâm như là sân hận giận hờn. Thì cái người mà thấy cái nội tâm của mình có nhiều cái pháp sân hận thì Đức Phật cũng dạy những cái pháp thiền để phù hợp với những cái người mà có cái tánh sân hận đó. Thì cái vị đó sẽ thực hành cái pháp thiền như là thiền rảnh tâm tử. Tức là khi mà mình sân hận đó là mình hay có cái nghĩ xấu về người khác, hoặc là mình hay để ý đến cái nỗi lầm của người khác, thì mình sẽ hay tức giận, hay oán ghét, hay có những cái lời nói trách móc, hay tức là những cái người mà có cái tánh sân hận, người ta hay nói xấu người khác, người ta hay bới móc những cái nỗi lầm của người khác, người ta luôn nghĩ rằng cái người đó là cái người xấu, thì cái tâm sân hận nó sẽ khởi lên rất là nhiều. Và cái người đấy cần đối trị với cái tâm sân hận đấy thì vị đó cần phải thực hành cái pháp thiền rảnh tâm từ, tức là mình phải hướng tâm đến những cái người mà mình không sân hận, mình quý mến, mình rảnh tâm từ trước, cầu mong cho cái người này được an vui hạnh phúc, rồi sau đó nó thuần thục rồi mình mới hướng tâm đến những người mình không yêu không ghét, rồi sau đó mình hướng tâm đến cả những cái người mình oán ghét. Mình phải để tâm về những cái việc làm tốt của người đó, mình quên những cái việc xấu của người đó đi thì cái tâm từ nó mới khởi sinh. Thì cái người mà thực hành cái pháp thiền tâm từ đấy, từ dễ đến khó, từ những cái người mà mình quý mến đến những cái người mà mình oán ghét, rồi mình mở rộng đến tất cả chúng sinh trong vũ trụ vô biên này, với cái tâm không hận không sân, với cái tâm từ bi bác ái bình đẳng, thì cái tâm từ mình có thể mở rộng đến tất cả chúng sinh được. Nó hoàn toàn khác với cái tâm tham ái của con người. Khi mà một cái người mà mình có cái tâm luyến ái, mình có một cái tình cảm mà đặc biệt với một ai đó, thì đấy được gọi là cái tâm tham ái. Nó cũng là cái tình thương, nhưng đó là cái tình thương có giới hạn. Còn nếu như mà một cái người mà thực hành cái pháp thiền tâm từ, mình sẽ khởi lên một cái tình thương, là một cái tình thương không có giới hạn. Cho nên mới được gọi là cái pháp thiền tu tập tứ vô lượng tâm, tâm từ mình có thể mở rộng đến vô lượng chúng sinh, coi tất cả mọi người bình đẳng như nhau. Cái tâm bi, đó là khi mà mình nghĩ đến những cái người khác
là những người đau khổ. Mình thấy cái nỗi đau khổ mà mình mong cho mọi người thoát đau khổ. Mình thực hành cái pháp thiền tâm bi đấy thì nó sẽ diệt trừ những cái tâm não hại, những cái tâm ác ý. Ví dụ như là một cái người khi mà cái tâm của mình tĩnh lặng, hay là khi mình đang hành thiền hay không hành thiền, nhưng mà mình hay khởi lên cái tâm ác ý với những người khác hay là với một cái chúng sinh khác, mình có cái ác ý như là mình sẽ muốn làm hại cái người đó, mình sẽ có những cái hành động, cái lời nói, hay là có một cái cách thức gì đó làm tổn hại đến những người kia để mình thỏa mãn cái bực bội, cái sân hận ở trong lòng, thì cái tâm đấy được gọi là cái tâm não hại hay là cái tâm ác ý. Thì cái người mà có những cái tâm như vậy, cái người đấy cần phải thực hành cái pháp thiền tâm bi. Cái thiền tâm bi đấy nó sẽ đối trị lại những cái tâm ác ý đấy. Thì đấy là những cái sân hận và ác hay ác ý, nó đều là những cái cấu uế mà mình có những cái pháp thiền sẽ mình tu tập, nó sẽ đối trị, nó sẽ diệt trừ được nó. Hay là một cái người mà hay có cái tâm ghen tị, tức là mình cứ thấy người khác có làm được cái điều gì tốt hơn là mình cảm thấy bực bội, khó chịu, ghen tị, hay tìm những cái cách để làm là cái mình sẽ làm khó người đó, hay là sẽ làm hại người đó bằng những cái lời nói, hay là bằng những cái hành động, hay là bằng cái sự chia rẽ của mình. Thì đó là một cái cấu uế trong tâm. Và nếu như một cái người mà có những cái cấu uế về cái ganh tị đấy, người đấy cần phải thực hành cái pháp thiền tâm hỷ, tức là mình hãy hoan hỷ với cái sự thành công của người khác, mong cho cái người đó không phải xa lìa những cái hoa thành công đã đạt được. Thì đó là những cái pháp thiền mà có thể đối trị lại những cái cấu uế đó. Hay là có những cái người thì ở sống mà nó nặng về cái tánh dục tham, tức là vị đó có cái tâm tham ái, ái nghiến rất là nặng đối với cái bản thân mình hay là đối với cái bản thân của người khác, thì cái người đấy cần phải thực hành cái pháp thiền, đó là thiền quán về sự bất tịnh. Ví dụ như là người đó có thể quán về một cái tử thi, một cái xác chết, nó sẽ đối trị, nó sẽ làm cho cái tâm của vị đó trở nên thanh tịnh và diệt trừ được những cái cấu uế về dục tham đấy. Ví dụ như người đó nhắm mắt lại hình dung đến một cái xác chết, mình thấy cái xác chết đấy nó đầy rẫy những cái giỏi bọ, nó đang phân hủy và cảm thấy nó rất là ghê gớm, và mình tưởng niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Thì cái người đấy, cái tâm mà nó trú trên cái xác chết đấy, tự nhiên nó sẽ diệt trừ những cái tưởng về thanh tịnh. Tức là cái người mà hay có cái tâm tham là vì mình nghĩ rằng là có cái cảnh đẹp để mình tham. Ví dụ như là mình nghĩ rằng là cái thân của mình đẹp quá, mình sẽ tham ái với cái thân của mình. Khi mà mình thấy một cái người khác mà mình nghĩ rằng người này đẹp quá, mình sẽ tham ái với cái thân của người khác. Vì vậy nên là khi mà mình thấy cái thân này thật sự là nó sẽ phải chết, nó sẽ bị thối rữa, nó sẽ bị phân hủy, thì lúc đấy cái tâm ghê gớm nhàm chán nó khởi lên, và lúc đấy nó sẽ diệt trừ đến những cái tâm dục tham. Vì vậy nên là có những cái pháp thiền đối trị với những cái cấu uế về dục tham, đó là cái pháp thiền niệm về cái xác chết. Nếu như mà mình có cơ hội mà mình nhìn thấy một cái xác chết, mình cần phải nhìn một cách chăm chú, quan sát kỹ càng, rõ ràng đến những cái khía cạnh bất tịnh, những cái khía cạnh mà nó đang phân hủy của cái xác chết đấy, thì đó cũng sẽ là một cái đề mục để cho mình có thể tu tập được cái pháp thiền để mà diệt trừ đi được những cái tâm của mình nó đã tham dục. Bây giờ trong những cái khía cạnh về cái tâm tham, về cái thân của con người, có mỗi người có một cái khía cạnh tham khác nhau, cho nên Đức Phật dạy 10 cách tu tập về cái quán tử thi để đối trị 10 cái cấu uế trong tâm của mỗi người. Ví dụ như là một cái người mà ưa thích cái hình dáng, thấy ở cái người này đẹp quá, từ đầu đến chân rất là cân đối, cái hình dáng trông rất là đẹp, rất là khả ái. Thì cái người đấy cần phải quán một cái xác chết nó trương sình lên. Vậy thì cái người nào mà tưởng niệm quán chiếu đến cái xác chết trương sình lên thì nó sẽ đối trị với cái tâm tham hình dáng. Có những cái người thì có cái tâm đó là tham về cái màu da của cái thân thể, thì cái người đấy sẽ quán cái xác chết nó đang bị biến đổi, nó bị mất màu, nó bị thâm tím và nó bầm xanh lên, nó đen đúa ra, thì người đấy sẽ cảm thấy rất là ghê gớm.
cái người nào mà tham là cái thân này nó phải rắn rỏi, nó phải chắc chắn, nó có cơ bắp, cho nên là cái người đấy khi sống ở trên đời, người đấy hay luyện tập những cái hàng ngày mình hay luyện tập thể dục thể thao, luyện tập để cho cái cơ bắp nó rắn rỏi, thì cái người đấy cần phải tưởng niệm quán chiếu đến cái pháp thiền là cái thân nó nứt nẻ ra, ví dụ như khi nó chết nó trương sình lên, nó vỡ toang ra. Cái chỗ nào mà càng có cơ bắp rắn chắc thì nó càng vỡ bung ra, thì cái vị đó sẽ quán cái xác chết về nó nứt nẻ đó, thì vị đó sẽ không còn thấy ưa thích về cái cơ bắp, không còn mất thời gian là mình phải hàng ngày rèn luyện luyện tập để cho cái cơ bắp của mình nó nở nang, nó chắc chắn. Bởi vì những cái điều đó nó cũng chỉ là giả tạm nhất thời, cuối cùng ai thì cũng chết chết như thế này mà thôi. Sống ở trên đời, hàng ngày mình cứ chăm chút cho cái hình dáng của mình, mặc cái quần áo cho nó đẹp, bôi phấn bôi son vào để cho nó xinh xắn đẹp đẽ cho người, để mình có cái sự hãnh diện thoải mái với người khác. Nhưng mà khi mà mình thấy một cái thân, một cái xác chết nó trương lên, mình sẽ cảm thấy không còn ưa thích cái sự trang điểm cho cái hình dáng, thì lúc đấy mình sẽ không còn quan trọng là phải mặc cái bộ đồ nào để cho nó xinh đẹp nữa. Hay là mình cái người nào hay dùng những cái mỹ phẩm để mình chăm chút cho cái da dẻ của mình nó được mịn màng, để cho nó được trắng trẻo, cho nó đẹp đẽ, cho nó xinh xắn, đánh phấn bôi son hàng ngày để làm cho nó đẹp đẽ lên. Nhưng bây giờ mình thấy một cái xác chết để nó bầm tím lên, nó xanh đen lại, thì lúc đấy mình sẽ thấy ghê gớm. Thì tất cả những cái việc làm hàng ngày của mình nó rất là vô bổ, nó rất là vô ích, bởi vì đến cuối cùng chết này nó cũng sẽ trương lên như vậy. Hay là có những người sống ở trên đời, mình cố tình mình chăm chút cho cái thân thể nó béo nó mập, và cái người đấy thích có được một cái thân thể béo phì mập mạp, và cái người ưa thích những cái thân béo mập đấy thì cần phải quán về cái xác chết mà bị một cái loài thú gì đấy nó ăn, nó gặm, nó nhấm. Như là có những cái văn hóa ở một số nơi, khi mà xác chết người ta không có chôn xuống đất mà người ta để ở trên mặt đất, thì sẽ có những cái loài kền kền, hay là những cái con chó hoang, chó rừng, những con dã cam, những cái con thú hoang, nó sẽ ra nó ăn, nó gặm nhấm từng ngày từng ngày. Mỗi ngày nó ăn một chút, nó sẽ ăn bớt những cái thịt. Cái người nào càng béo càng có nhiều thịt thì càng có nhiều cái, càng tạo thì những cái con thú ấy nó sẽ càng được ăn nhiều. Vậy cho nên là có những cái pháp thiền tu tập như thế để đối trị lại những cái tham ái đối với cái xác thân của con người. Thế là vì vậy nên là trong cái lúc mà mình ngồi thiền, mình chú trên hơi thở thôi, nếu như mà mình thấy cái tâm của mình nó cứ hướng đến cái tâm sân hận, giận hờn nhiều, mình cảm thấy không thể chú được vào hơi thở, lúc đấy mình cũng có thể dành khoảng 20 đến 30 phút mình giải tâm từ một chút. Mình có thể hướng đến một cái người nào mình khả ái, kính trọng đấy, mình cầu mong cho cái người hiền thiện này được an vui, cầu mong cho cái người hiền thiện này thoát khỏi những cái nỗi khổ về thân, về tâm, tránh khỏi những cái nguy hiểm. Thì lúc đấy những cái tâm sân hận ấy nó cũng giảm bớt đi, nó cũng làm cho cái tâm nó thanh tịnh được một chút. Sau đó mình sẽ chú tâm ở trên hơi thở, thì mình sẽ thấy cái sự thực hành như vậy nó sẽ có những cái bước tiến bộ tốt. Hay là có những người khi mà mình ngồi thiền, mình đang nhận biết hơi thở vào ra như vậy, nhưng mà mình cảm thấy cái tâm của mình nó cứ khởi lên những cái tham dục đối với những cái cảnh đẹp, hay là nó cứ lo lắng chăm sóc cho cái thân thể của mình, hay là nó khởi lên những cái cảnh tham đối với cái ngoại cảnh ở bên ngoài, thì lúc đấy mình hãy hướng tâm đến một cái xác chết nào đấy mà mình đã từng nhìn thấy rồi, mình sẽ tác ý là xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Cứ như thế thì những cái tâm dục tham ấy nó sẽ được dập tắt, nó sẽ được dập tắt, và lúc đấy cái tâm của mình nó trở nên thanh tịnh trở lại, và lúc đấy mình cũng có thể chú tâm vào hơi thở, thì mình sẽ thấy hơi thở nó đều đặn, nó rõ ràng, nó dễ dàng, là mình sẽ định tĩnh được, cái chất lượng định tĩnh nó sẽ cao hơn. Vậy cho nên là nó có những cái pháp thiền như là cái thiền tâm từ bi hỷ xả, hay là thiền niệm về xác chết, niệm về sự chết, đó là những cái pháp thiền bảo hộ
đó là những cái pháp thiền bảo vệ cho mình. Một cái người mà đắc thiền rồi, cái vị đó mà muốn giữ được cái tầng thiền đó không bị mất đi thì vị đó cũng vẫn phải thực hành những cái pháp thiền đó. Giống như là vị đó phải thường xuyên an trú ở trong thiền tâm từ để không khởi lên cái sân hận. Vị đó có thể thường xuyên phải quán đến những cái sự sát chết để không khởi lên cái tham dục. Vị đó phải thường xuyên tưởng niệm về cái sự chết của chính mình. Ví dụ như là có những người mà người ta có cái tính lười biếng, tức là cái người đấy rất là ham ăn, ham ngủ, ham tìm những cái niềm vui, tức là thích đi tìm những cái trò chơi vui chơi giải trí ở trên đời, thì cái vị đó sẽ không có nhiệt tình, không có chấp nhận cái sự khổ hạnh để tu về cái pháp tu tâm, tức là để làm cho cái tâm thanh tịnh lên. Thì cái vị đó cần phải quán niệm về cái sự chết, thì nó quán niệm về cái sự chết chính bản thân mình, thì nó cần quán niệm rằng cái mạng sống này thì nó không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn nó sẽ xảy đến. Và vì đó có thể tác ý đến cái chết nó sẽ không có hẹn ngày, hẹn tháng, năm nào hết. Khi mình nhiễm vào một cái bệnh truyền nhiễm nào đó mình có thể chết, hoặc là mình gặp một cái tai nạn rủi ro nào đấy mình có thể chết, hoặc là mình bị một con rắn cắn nào mình cũng có thể chết, hoặc là mình bị ngạt thở một chút hay là bị đột quỵ một chút thôi là mình có thể chết. Vậy cái chết nó luôn rình rập ở bên mình, và nó không có hẹn trước, không báo trước, không có đợi là phải tuổi này hay là sang đến tuổi kia. Mình không nghĩ là mình còn trẻ là cái chết nó sẽ không đến, mà cái chết nó sẽ đến với cả những người còn rất trẻ, những người trung niên và cả những người lão niên, những tuổi nào cũng có thể chết được. Do cái sự quán sát quán chiếu như thế, hoặc thực hành cái pháp thiền niệm sự chết, mình để tâm trên thân mình cứ niệm chắc chắn ta sẽ chết, chết 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 chết, đấy cũng là một trong những cái pháp tu tập, đó là một trong những cái pháp thiền để đối trị lại những cái tâm lười biếng, những cái tâm giản đã, những cái tâm mà nó ham chơi, những cái tâm mà nó ham những cái niềm vui giản tạo ở trên thế gian. Thì tất cả những cái pháp thiền đều là những cái pháp tu tập làm cho cái nội tâm của mình được thanh tịnh hơn, để gột rửa những cái cấu uế ở trong tâm hết. Vì vậy cho nên là trong những cái pháp thực hành về thiền thì có hai mảng, đó là thiền định và thiền tuệ. Thì trong đó có tới 40 đề mục thiền định, mà một cái người mà mình có thể chọn một cái đề mục thiền nào đó phù hợp để mình tu tập cho nó đắc cái pháp thiền định đó. Nếu như mình muốn chuyên sâu về một cái đề mục thiền nào cũng được. Ví dụ như một cái người chuyên sâu về thiền hơi thở, mình sẽ tu tập làm sao cho nó chứng đắc với cái thiền hơi thở đấy. Mình để tâm vào hơi thở, mình chánh niệm tỉnh giác nhận biết hơi thở liên tục trong một cái thời gian dài, không có gián đoạn, vì đấy có thể đắc được định. Vì đó có thể thấy được cái nimitta nó xuất hiện, rồi sau đó vị đó có thể phát triển cái định đó vào đến cận hành định, vào đến an chỉ định. Vì đó có thể đắc được đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được. Vì đó cũng có thể thực hành những cái pháp thiền tâm từ, vì đó cũng có thể chứng đắc được pháp thiền tâm từ sơ thiền, nhị thiền đến tam thiền được. Vì đó có thể thực hành cái pháp thiền niệm về xác chết, vì đó cũng có thể chứng đắc đến sơ thiền được. Hay là có thể thực hành cái pháp thiền niệm ân đức Phật, thì nó cũng có thể chứng đắc đến cận hành định được. Thì tất cả những cái pháp thiền đấy đều đối trị lại với những cái ô nhiễm, với những cái phiền não, đều có thể làm cho mình trở nên thanh tịnh, đều có thể làm cho cái tâm của mình trở nên trong sáng, bớt đi những cái cấu uế phiền não. Thì những cái pháp thực hành về thiền định sẽ làm cho cái tâm trở nên thanh tịnh nhưng không tuyệt đối. Tức là những cái pháp đấy nó sẽ đè nén được những cái ô nhiễm này xuống. Nhưng mà đến một lúc nào đó, nếu như mình không có chuyên chú thực hành thiền nữa, mà mình đi tiếp xúc với những cái ngoại cảnh ở bên ngoài, mình dừng cái sự tu tập thiền lại, mình lại tiếp xúc với những cái cảnh trần, thì những cái ô nhiễm ấy nó sẽ khởi sinh trở lại. Vì vậy cho nên là cái người thực hành cái pháp thiền định, khi mà đạt được cái tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng rồi, thì cái vị đó lại cần phải tiến lên tu tập một cái bước nữa, đó là thực hành về thiền tuệ, thực hành về thiền quán. Thì cái pháp thực hành về thiền tuệ thì tức là vị đó phải phân tích ra được những cái pháp chân đế ở trên thân, tức là vị đó phải quán thân, trên thân, để vị đó quán cái tứ đại
ở trên thân, để vị đó thấy ra được những cái sự thật tột cùng của cái sắc chân đế. Vị đó phải phân tích ra được cái tâm thức của mình, để phân tích ra được những cái tâm và tâm sở, đó là thấy được cái sự thật tột cùng, hay là còn gọi là cái danh chân đế, phân biệt được danh sắc. Thì lúc đấy vị đó mới phá vỡ được những cái ảo tưởng, những cái tà kiến, những cái vô minh. Tức là mình có rất là nhiều những cái ảo tưởng, những cái tà kiến, những cái vô minh mà mình chấp, mình tham ái và chấp thủ vào cái thân và cái tâm này. Thế nên là vì có cái sự tham ái, có cái sự chấp thủ, có cái ảo tưởng vô minh tà kiến, nên là cái nó vô thường thì mình cho tưởng nó là thường, cái khổ thì mình lại tưởng nó là an lạc, mà cái vô ngã thì mình tưởng nó là tự ngã. Như vậy cái thân, cái tâm của mình nó là vô thường nhưng mà mình tưởng nó là thường. Nên là vị đó cần phải tu tập những cái pháp về thiền quán để vị đó thấy ra được cái sự thật của cái thân tâm, của cái danh sắc đấy, nó luôn luôn sinh diệt, để vị đó thấy ra được cái tính vô thường của cái danh sắc nó, thấy được cái khổ của nó, thấy ra được cái vô ngã của nó. Thì lúc đấy vị đó mới có được cái trí tuệ, mới có được cái chánh trí, mới có được cái trí tuệ giác ngộ, tức là hiểu đúng sự thật của cái thân thể, của cái thân năm uẩn của mình. Sắc này nó là vô thường khổ vô ngã, thọ tưởng hành thức nó cũng là vô thường khổ vô ngã. Để mình thấy được cái sự thật đấy, mình diệt trừ được cái tà kiến, mình tưởng nó là thường, tưởng nó là lạc, tưởng nó là có ngã, tưởng nó là thanh tịnh. Thì đấy, vì vậy cho nên là cái sự thực hành thiền nó cần có hai cái bước, là thực hành thiền chỉ và thực hành thiền quán. Như vậy thì càng thực hành cao thì cái tâm của mình nó sẽ càng trở nên thanh tịnh hơn. Ví dụ khi mà mình chứng đắc được những cái pháp về thiền định rồi thì cái tâm của mình nó cũng đã có được cái sự thanh tịnh rất là lớn rồi. Vì vậy nên là nó sẽ giảm bớt được những cấu uế, những cái phiền não đi nhiều rồi. Mình càng thực hành những cái pháp thiền cao hơn thì cái tâm nó sẽ càng thanh tịnh ở những cái mức độ cao hơn. Nhưng khi mà một cái người mà thực hành đến cái mức độ cao hơn nữa, như là thực hành về thiền tuệ rồi, cái vị đó có thể đạt được cái chánh trí, thể nhập với chánh trí, vì đấy có thể chứng đắc được những cái đạo quả, như là vị đó có thể thấy được niết bàn, vì đó có thể chứng đắc được sơ quả, vì đó có thể đoạn trừ hoàn toàn những cái cấu uế, như là về thân kiến, tức là về những cái tà kiến về cái thân này, đoạn trừ được cái hoài nghi, đoạn trừ được cái giới cấm thủ. Vị đó mà tu tập những cái pháp về thiền tuệ, chứng đắc được những cái quả vị cao hơn, như là vị đó chứng được đến nhị quả, vị đó có thể cũng đoạn trừ được những cái thân kiến hoài nghi giới cấm thủ và làm giảm bớt những cái phiền não tham sân si. Thế mà một cái vị đấy tu tập ở thiền tuệ mà chứng được đến quả vị cao hơn nữa, đến cái quả thứ ba bất lai, thì vị đó sẽ đoạn trừ hoàn toàn cái dục tham và sân hận, tức là vị đó sẽ vĩnh viễn đoạn trừ được, cắt đứt được cái tâm tham dục ở trong tâm, đó là không còn các căn, nó không còn tham ái với các cảnh trần nữa, và dứt được hoàn toàn những cái tâm sân hận, tức giận về hay là cái tâm về ganh tị, về bỏn sẻ, họ chạm hối, tức là sân tật nận hối, là nó sẽ được đoạn trừ hoàn toàn. Thế là nếu như mà cái vị đó mà chứng được đến tam quả thì cũng bị đó hết tham dục và sân hận. Vì đó mà chứng được đến đạo quả A La Hán, tức là quả thứ tư, thì vị đó sẽ diệt trừ hết tất cả những cái tâm bất thiện còn lại, như là những cái tâm ngã mạn, phóng dật, vô minh, hay là tất cả những cái tham ái dính mắc vào một cái cõi sống nào cũng được diệt trừ hết. Thì vậy nên là cái sự cái con đường tu tập theo những cái pháp thiền đó là những cái bước mình gột rửa những cái ô nhiễm ở trong tâm từng bước một. Cái người nào mà càng bỏ ra nhiều cái thời gian, cái công phu tu tập nhiều, thì cái người đấy mình sẽ càng gột rửa được nhiều những cái cấu uế. Còn những người nào mình mà thực hành ít, mình tu tập ít, thì mình cũng gột rửa được một ít. Thì mình càng có cái công phu nhiều hơn thì mình sẽ gột rửa được cái phiền não đó nhiều hơn. Vì vậy cho nên là có, vì những cái cấu uế, những cái phiền não nó được tích tụ từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là cái việc tu tập gột rửa làm cho cái tâm của mình nó thanh tịnh lên, cái người đó cũng cần phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp. Chứ không phải là một cái người có thể
tu tập làm cho tâm thanh tịnh một cách đơn giản, dễ dàng, trong một đời một kiếp mà có thể làm được. Vậy cho nên là có những người phải tu tập nhiều đại kiếp, có những như là để mà tu tập mà có được cái trí tuệ như Đức Phật, một bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, có cái trí tuệ tuyệt đối, tức là không còn một chút dư tàn nào của những cái lỗi lầm, của những cái cấu uế. Thì Đức Phật đã từng tu tập tới 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp để mà có được cái trí tuệ sáng suốt như một vị độc giác Phật, thì cũng tu tập tới 2 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp để mà có được cái trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất, hay là như ngài Mục Kiền Liên cũng phải tu tập đến 1 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp để mà có được cái trí tuệ như ngài A Nan hay ngài Kassapa, hay là các cái bậc đại đệ tử của Đức Phật cũng phải tu hành tới 100.000 đại kiếp, hay là để mà tu tập trở thành những cái bậc A-la-hán bình thường cũng phải tu tập tới nhiều đại kiếp. Vì vậy cho nên là cái con đường tu tập nó có thể dài, có thể ngắn, nhưng mà trong quá khứ xa xưa đến bây giờ cũng đã có rất nhiều các vị Phật đã ra đời, và tất cả những chúng sinh đã từng ở trong cái dòng sinh tử đã từng được tu tập với nhiều vị Phật khác nhau, mình đã từng tu tập trong nhiều thời kỳ khác nhau. Vì vậy cho nên là mỗi người sẽ có những cái ba la mật khác nhau. Vì vậy cho nên là cái sự mà mình có thể vượt cửa được những cái phiền não và có thể thành tựu được cái quả vị tu tập là nó có cái sự nhanh chậm khác nhau. Thì cái con đường tu tập để thực hành cái pháp thiền này, đó là mình đang trực tiếp gột rửa cái thân tâm của mình, gột rửa những cái cấu uế phiền não trong mình. Thì mình phải nhận diện ra được cái gì là cấu uế, và mình phải thấy được cái sự nguy hại của những cái cấu uế đấy. Mình phải biết là có những cái phương pháp tu tập để gột rửa những cấu uế đấy. Mình phải thấy được cái sự lợi ích của cái tâm thanh tịnh, của cái tâm không có cấu uế đấy. Mình phải có cái ước muốn là để mỗi ngày cái tâm của mình nó trở nên thanh tịnh hơn. Cho nên là thì mình mới có được cái sự tinh cần, tinh tấn, cố gắng, và mới có được cái chánh niệm, mới có được cái sự nhiệt tâm, mới có được cái sự tỉnh giác, và mình mới sẵn sàng thực hành cái pháp thiền này mà không có quản ngại về khó khăn gian khổ, hay là cái thời gian có thể lâu chậm khác nhau, nhưng mà vẫn có một cái khuynh hướng đó là mỗi ngày tu tập làm cho cái nội tâm nó thanh tịnh hơn. Thì nếu như mình có cái khuynh hướng như vậy, có những cái ước muốn như vậy, có những cái mong cầu như vậy, thì đó là cái sự tu tập của mình nó sẽ đi đúng đường, đó là con đường tu tập chân chánh. Còn nếu như mà mình không có cái khuynh hướng như vậy, mà mình tu tập với một cái mục đích, với một cái mong cầu, với một cái ước muốn mà nó không nằm ở trong cái điều đó, thì mình sẽ tu tập và nó sẽ không có kết quả được. Tức là có thể mình sẽ thực hành mà nó sẽ sinh ra những cái ảo tưởng, sinh ra những cái lầm nhận, sinh ra những cái ngộ nhận ở trong giáo pháp. Vậy nên là có được cái nhận thức đúng thì mình sẽ thực hành đúng, và mình sẽ đi được đúng đến cái mục đích của một cái người mà tu tập theo cái pháp thiền là thế. Có nghĩa là mình mỗi ngày tu tập là mình đang gột rửa cái tâm của mình, có cái tâm nó thanh tịnh ra. Vậy nên nếu như mà có ai hỏi là tại sao mình phải hành thiền, thì mình cũng có thể nói ra những cái mục đích của mình mà nó không bị sai đối với những cái lời dạy của Đức Phật. Đó là cái mục đích của mình hành thiền là thế, là để mình gột rửa những cái phiền não, những cái ô nhiễm, những cái cấu uế ở trong tâm. Chỉ vì cái mục đích như thế mà mình hành thiền, chứ không chỉ là vì cái mục đích nào khác. Cái người nào mình có chăm sóc cho cái tâm của mình thì mỗi ngày cái tâm nó sẽ thanh tịnh, nó tỏa sáng ra. Với một cái người có trí tuệ nhìn vào một người thì cái người đấy có thể nhận biết được là cái người này có cái tâm thanh tịnh hay là cái người này có cái tâm ô nhiễm. Nhưng mà với một cái người ngu mình sẽ không bao giờ biết được cái người nào có tâm thanh tịnh ô nhiễm. Với một cái con mắt bình thường mình chỉ nhìn là người này đẹp, người này xấu, tức là mình chỉ có thể nhìn được cái vẻ bề ngoài mà mình không có nhìn sâu được vào trong nội tâm.
Nhưng mà một cái người mà mình thanh tịnh rồi, một cái người mà cái nội tâm của mình thanh tịnh rồi, thì khi mà tiếp xúc với một cái người thanh tịnh, mình sẽ biết là người này thanh tịnh, người này có cái nội tâm thanh tịnh. Khi tiếp xúc với một cái người ô nhiễm, mình sẽ biết là người này ô nhiễm. Còn với một cái người ô nhiễm, khi mà tiếp xúc với một người ô nhiễm, người đấy không biết người này ô nhiễm, mình cũng không biết. Khi tiếp xúc với một người thanh tịnh, mình cũng không biết người này thanh tịnh. Thế nên là cái sự tu tập làm cho cái nội tâm thanh tịnh thì mình sẽ biết mình, biết người, mình sẽ biết ai là người còn ô nhiễm, ai là người đã thanh tịnh. Còn cái người nào mà mình không có tu tập thì cái tâm của mình nó tối thui thì mình sẽ không biết được. Vậy nên đấy là cái việc tu tập cái nội tâm thanh tịnh. Như thế mình chết với cái tâm thanh tịnh thì mình sẽ sinh về cái nơi thanh tịnh, hoặc là mình sẽ chấm dứt cái dòng tái sinh ô nhiễm khổ đau này. Còn nếu như một cái người nào mà mình cứ sống với cái tâm ô nhiễm, cái người đấy sẽ chết với cái tâm ô nhiễm, thì cái người đấy sinh vào những cái cõi ô nhiễm, những cái cảnh giới ô nhiễm. Vì thế mình sẽ thấy những cái chúng sinh càng thấp kém thì nó sống càng ô nhiễm. Ví dụ như là những cái sinh ra ở cõi người này, mình sẽ thấy là mình cần phải có một cái chú xứ thanh tịnh này, cái thức ăn nó phải thanh tịnh, những cái đồ đạc mình sử dụng nó cũng phải thanh tịnh. Nhưng mà mình nhìn thấy những cái chúng sinh khác nó sinh ra, mình sẽ thấy nó ăn những cái đồ rất là ô nhiễm, những cái thức ăn của nó không có cần phải rửa, không cần phải đun nấu, những cái chỗ ở của nó không cần phải dọn dẹp, và nó không có cần phải trang phục mặc ở trên người, và nó có thể sống rất là dơ dáy bẩn thỉu. Đó là vì nó sống với cái tâm ô nhiễm, nó chết với cái tâm ô nhiễm, nó phải sinh vào cái cõi ô nhiễm như vậy. Có những cái cõi mà còn ô nhiễm ghê gớm bẩn thỉu hơn mà mình không nhìn thấy, nhất là những cái loài ngã quỷ. Có khi là có những cái loài ngã quỷ nó toàn phải đi ăn phân rồi. Có khi mà mình tè ra hay mình đi tiểu tiện vệ sinh bất tịnh đấy, có những cái loài ngã quỷ nó phải tìm đến những cái đồ hôi thối, những cái chất phế thải của con người nó ăn cũng có. Thế là nó còn ăn những cái chất bẩn thỉu ghê gớm hơn nữa mà mình không có thấy. Thì đấy là những cái tâm ô nhiễm thì sinh vào những cái nơi ô nhiễm, sống ở trong cái cõi ô nhiễm như vậy. Thế nên là người nào mình thấy được cái sự nguy hiểm của cái tâm ô nhiễm, mình hàng ngày mình tu tập để gột rửa nó đi, thì sau này mình sẽ có được cái tâm thanh tịnh. Thì ở những cái đời sống hiện tại và tương lai của mình nó đều thanh tịnh hết. Vậy cho nên là sống ở trên đời có những người rất ô nhiễm, nhưng cũng có những người rất là thanh tịnh. Những cái người nào thanh tịnh là do mình có cái tu tập mình gột rửa nó thì nó mới thanh tịnh. Người nào không tu tập, không gột rửa thì nó sẽ ô nhiễm mà thôi. Vậy nên cái con đường thực hành thiền nó là như thế. Nó sẽ mình đang tẩy rửa cái tâm của mình, là mình đang làm cho mình thanh tịnh, là mình làm cho mình cao thượng hơn lên, mình làm cho mình thánh thiện lên. Thì nó cũng là cái con đường để chấm dứt những cái khổ đau, chấm dứt những cái loạn xứ kia. Thì đấy là cái sự thực hành thiền nó sẽ có những cái lợi lạc, có lợi ích như vậy. Nên là mình có cái niềm tin như vậy, có cái nhận thức như vậy thì mình sẽ thực hành. Và cái sự thực hành đó, và mình cũng sẽ biết được mỗi ngày nó sẽ một thanh tịnh ra, và mình sẽ hân hoan, hoan hỷ, thích thú, hài lòng với những cái điều đó. Và mình cứ nỗ lực tinh cần và mình sẽ tu tập hết cho đến trọn đời này, mà mình cũng không bỏ cái con đường tu tập để gột rửa cái thân tâm của mình. Và mình phải có cái ước nguyện, có những cái phát nguyện thâm sâu, đó là đời nào kiếp nào con còn sinh ra thì mong con còn phải tu tập cái nội tâm này, và phải làm cho nó thanh tịnh đến cái mức độ rốt ráo hoàn toàn, không còn một chút cấu uế nào nữa thì thôi. Mình phải lập lên những cái ước nguyện như vậy, mình phải có những cái phát nguyện như vậy thì mình mới có thể đời nào mình sinh ra mình cũng mới đi tìm đến cái chánh pháp, đi tìm đến cái giáo pháp để mình tu tập, thì cái nội tâm của mình nó mới không bị câu uế. Còn nếu không, cái nguyện lực mà không mạnh mẽ thì có thể một lúc nào đó những cái câu uế nó sẽ trùng phủ lên trong tâm mình, và mình sẽ bị những cái nội tâm ô nhiễm đấy, thì mình sẽ phải chịu những cái khổ đau rất là bất hạnh lâu dài. Thì vậy nên hàng ngày mình biết quán chiếu, quán sát như vậy cái sự nguy hại của cái tâm không tu tập và cái lợi ích của cái tâm có tu tập đấy, thì cái sự thực hành của mình nó sẽ có được cái sức mạnh, thì mình sẽ tu tập nó sẽ có được cái kết quả nhanh chóng hơn.
dung của cái bài pháp mà thực hành thiền để gột đuổi cái cấu uế ở trong tâm. Đến đây là hết. Bây giờ có ai mà có câu hỏi thì sư sẽ trả lời những câu hỏi. Khi mà mình tác ý như vậy, mình có cái sự tác ý, mình thấy nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, thì cái đấy nó cũng là một trong những cái tâm thanh tịnh đấy. Đó cũng là một trong những cái tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh thì nó sẽ có cái sự phản chiếu, nó thấy lại cái tâm ô nhiễm. Thì đó là cái tâm thanh tịnh rồi. Tịnh thì nó có từng bước thanh tịnh một, chứ không phải là mình sẽ đạt được cái thanh tịnh ngay. Ví dụ trong một cái bản đồ tu tập theo bát chánh đạo trải qua 7 bước thanh tịnh đấy. Thứ nhất là bị nó thanh tịnh về giới, sau đó thanh tịnh về tâm. Khi mà một cái người thực hành thiền định, nó sẽ có được cái nội tâm thanh tịnh, nhưng trí tuệ chưa thanh tịnh. Trí tuệ chưa thanh tịnh cho nên là cái vị đó cần phải thực hành thiền tuệ, thì vị đó sẽ đạt đến cái pháp nữa, đó là kiến thanh tịnh, tức là thấy được các cái sự thật để đấy được gọi là cái trí tuệ và thanh tịnh đấy. Rồi sau đó vị đó cần phải đoạn nghi thanh tịnh, tức là phải thực hành cái pháp quán về duyên khởi để thấy được cái nhân quá khứ sinh ra những cái quả hiện tại, nhân hiện tại sinh ra quả tương lai, vị đó đạt đến cái đoạn nghi thanh tịnh. Rồi sau đó vị đó lại tiếp tục tu tập về cái quán về vô thường khổ vô ngã, để vị đó đạt trải qua cái sự gọi là đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh. Rồi sau đó vị đó sẽ tiếp tục vượt qua được cái đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, vị đó tiếp tục thực hành cái sự vô thường khổ vô ngã, vị đó sẽ đạt đến đạo hành chi kiến thanh tịnh. Và cho đến khi vị đó hoàn toàn thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã, nên là vị đó thấy được cái sự diệt tận của vô minh tham ái chấp thủ, vị đó chứng đắc được niết bàn, vị đó mới đạt đến cái sự chi kiến thanh tịnh. Thì cái sự thanh tịnh hoàn toàn tuyệt đối là đến cái bước mà vị đó hoàn toàn có cái chi kiến thanh tịnh. Vì vậy cho nên là thanh tịnh nó có từng bước. Ví dụ như là cái bước thứ nhất thực hành thiền định nó cũng thanh tịnh, nhưng mà nó mới thanh tịnh được cái tâm, nhưng mà nó chưa thanh tịnh được cái trí tuệ. Vậy nên là cần phải thực hành thiền tuệ để nó có những cái bước thanh tịnh về tuệ, thì nó lại có từng bước một từ thấp đến cao. Nên là chứ không phải là mình thấy được cái, mình có được cái một chút thanh tịnh là về tâm thanh tịnh rồi mà mình đã dừng lại. Mình dừng lại thì một lúc nào đó thì cái những cái ô nhiễm nó lại tiếp tục phát khởi lên và nó sẽ phá hủy cái tâm thanh tịnh đó. Nên là cần phải diệt trừ cả những cái cấu uế nó nằm sâu ở trong ý thức. Đó là những cái cấu uế nó ngủ ngầm ở trong, giống như là một cái người nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu như mình chỉ cắt cái ngọn ở trên thôi thì nó chỉ được một thời gian, sau thì cái cỏ nó lại mọc trở lại. Vậy nên là một cái người thực hành thiền định nó giống như là một cái người mới đi cắt được cái cỏ ở trên, nhưng mà cái gốc rễ nó vẫn còn nằm ở dưới. Và sau đó bước sang thực hành thiền tuệ thì vị đó mới gọi là nhổ cỏ tận gốc, thì sau này những cái cấu uế nó mới không khởi sinh trở lại nữa.
chuyển cho cô cái mic. Chứ người ta cũng chẳng biết gì, chẳng hiểu gì về Phật ấy. Người ta chỉ đúc ra cho có hình tượng vậy để người ta bán thôi chứ. Có phải là cái người đúc tượng đã là chính xác đâu. Nên là khi Đức Phật ngồi thiền cũng nhắm mắt hoàn toàn, không có mở mắt. Không hề mở mắt tí nào. Thì bây giờ mình thực hành thiền là mình cũng phải nhắm mắt chứ không được mở mắt. Mở mắt là vào ngồi chơi chứ không phải hành thiền. Nên hành thiền phải nhắm mắt hoàn toàn. Và đến một tiếng này nó tự động nó mở ra là do cái lúc đấy cái tâm của mình nó không muốn hành thiền nữa. Cái tâm của mình nó tự động nó không muốn hành thiền ấy, tự động nó muốn mở ra, vậy nó thành thói quen thôi. Nếu như mà lần sau mình tác ý là mình không được mở mắt, cứ phải nhắm mắt vào. Hoặc là nó có hơi chớp mắt nó mở ra cái mình nhắm lại ngay. Mình nhắm lại ngay thì nó lại tiếp tục hành tiếp. Chứ tự động nó mở ra mà mình không nhắm lại thì đấy là do mình chứ không phải là do hành thiền. Hành thiền phải nhắm mắt. Câu hỏi thứ hai của con là con hơi mắc cái việc là lúc mà thực hành mình chỉ là mình sẽ chú ý việc hơi thở cho đến khi mà mình xuất hiện cái mít tai. Thế nhưng mà xong rồi thì đọc sách của thầy, thầy nói với thêm cả cái thiền bảo hộ. Thế thì con không biết là lúc nào thì sẽ tận dụng cái gì, ví dụ như là quả nhiên là Đức Phật cũng vào trong thực hành thiền hay là trong cuộc sống hàng ngày như nào, cái đó là không. Thực ra thì mọi người hành thiền là hay là hàng ngày đi trình pháp ấy. Hàng ngày đi trình pháp thì như là sư hướng dẫn cho ai hành thiền thì sư sẽ thấy cái người này lúc này cần phải chuyển sang hành thiền bảo hộ thì sư sẽ hướng dẫn. Sư sẽ hướng dẫn đến cái lúc nào cần thiết ấy. Ví dụ như bây giờ mình mới tập được 1-2 buổi thôi thì cái tâm nó còn rất là năng xăng thì vẫn cần phải tiếp tục chú tâm vào hơi thở. Chú tâm vào hơi thở, sau khi hàng ngày đi trình pháp thì sư sẽ biết là người này chú tâm trên hơi thở tốt, đang tu tập tiến triển có tiến bộ và cứ nên tiếp tục như thế thì sư sẽ không dạy pháp thiền bảo hộ nữa. Và vị đó sẽ tu tập cho đến khi đắc thiền. Ví dụ như đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, lúc đấy có thể mới chuyển sang hành thiền bảo hộ. Và khi đó chuyển sang hành thiền bảo hộ thì sẽ đắc các cái pháp thiền bảo hộ đấy, đắc thiền vào các tầng thiền ấy. Còn cũng có những trường hợp mà mình hành thiền hơi thở nhưng gặp những khó khăn, nó chướng ngại nó xảy ra trong cái lúc mà mình đang thực hành đó. Ví dụ như có những người mà khi mà thực hành thiền hơi thở nhưng mà cứ bị những cái phóng tâm, những cái phóng tâm hay là hay khởi lên những cái tâm mà sân hận, thì lúc đấy vị đó cần phải thực hành thêm cái thiền bảo hộ là thực hành thiền tâm từ đấy, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả gì đó để cho nó nắng bớt cái tâm lấy xuống nhá, nó chỉ là nắng bớt thôi. Thế cho nên là cảnh thiền bảo hộ đấy thì có thể là 30 phút đấy, mà đó chỉ là tác ý đến cái thiền bảo hộ đấy chứ chưa đắc được thiền bảo hộ đấy. Thì sau đó thì quay sang lại chú tâm vào hơi thở trở lại. Hay là cũng có những người mà bị cái tâm tham nó chi phối nhiều để hành quán bất tịnh, hay là có những cái người mà có cái niềm tin rất là mạnh và hay tin vào những cái điều nhảm nhí ấy, tin vào những cái điều rất là mê tín ấy. Như là tin vào những cái pháp về chú thuật, về những cái tà kiến ấy, những cái mê tín trên thế gian, thì người đấy cần niệm ân Đức Phật để mình đặt cái niềm tin vào Đức Phật, nó không tin vào những cái điều nhảm nhí khác nữa. Thì phải tùy theo cái tâm tính của mỗi người mà áp dụng những pháp thiền bảo hộ cho nó phù hợp đúng lúc. Và ngoài ra nữa thì cả những cái lúc mình không hành thiền mình đều có thể rải tâm hướng vào các thiền bảo hộ một cách tùy ý được.
tùy ý của mình nhé. Ví dụ như là thỉnh thoảng có những cái lúc mình đi đứng nằm ngồi, mình đang lao tác, mình làm những cái công việc khác, lúc đấy mình cũng có thể tưởng nhớ đến ân đức Phật, tưởng nhớ được đến ân đức Phật, đấy cũng là niệm ân đức Phật. Hoặc là mình đang đi đứng nằm ngồi, mình cũng khởi cái tâm từ ái đối với mọi người xung quanh, đấy cũng là cái cách giải tâm từ để nó bớt cái sân hận mọi người. Hoặc là mình trong những cái hoạt động hàng ngày đấy, mình cũng có thể niệm về sự chết hoặc quán về cái xác chết được nhé. Mình có thể niệm về cái, mình tưởng nhớ đến cái chết ấy. Ta sẽ không thể sống mãi được, chắc chắn một ngày là nó cũng phải chết. Cái mạng sống rất là mong manh, mình cần phải nhanh chóng tu tập giải thoát, nếu không cái chết đến thì mình có thể sẽ bị đọa xuống cái cõi khổ đau. Thường thường tưởng niệm như thế cũng được, nhưng đó chỉ gọi là tác ý. Còn hành thiền khác, hành thiền là khi mình nhắm mắt lại, mình chú tâm vào hơi thở, đấy là hành thiền. Hoặc mình nhắm mắt lại, mình tưởng nhớ đến cái xác chết, mình chú tâm đến xác chết, cứ niệm xác chết, xác chết, thì đấy mới là hành thiền. Thì cái lúc hành thiền nó sẽ có cái mức độ chuyên sâu hơn, có cái chánh niệm cao hơn, có cái định tĩnh cao hơn. Còn cái sự tu tập ở đây thì bây giờ cứ thực hành như thế. Đầu tiên là cứ hành thiền hơi thở đi, rồi khi nào mà chuyển sang những cái pháp thiền khác thì lúc đấy như là sư là người hướng dẫn thì sư sẽ có trách nhiệm hướng dẫn cho người đấy tu. Khi nào chuyển sang cái những cái pháp thiền bảo hộ thì lúc đấy mới chuyển. Hoặc là tự mình cũng có thể là mình hay tác ý đến những cái thiền bảo hộ đó cũng được. Nếu như mình biết được mình có những cái phiền não gì, mình cần phải có cái pháp thiền gì để đối trị. Nếu như mình biết, tự mình biết là mình hay sân hận, cho nên là mình cần phải giải tâm từ để cho nó bớt đi cũng được ha. Hoặc là mình biết là mình hay có cái tâm tham ái đối với cái thân thể này thì mình cần phải niệm đến cái xác chết hay sự chết để cho nó bớt đi, sau đó mình chuyển về hơi thở cũng được. Hỏi gì đâu. Nhưng mà cũng có lúc mình cần nó định tĩnh lại một chút, tức là mình biết cách quân bình, đừng để cho nó thái quá. Khi mà cái tâm của mình nó thái quá, ví dụ mình cứ tinh tấn liên tục thì là nó sẽ rơi vào cái trạng thái thái quá, thì nó có thể là nó sẽ một trong những cái đặc tính của tứ đại nào đấy nó sẽ mạnh lên. Ví dụ như mình thấy người mình nó nóng hết lên cũng là do mình chăm chú quá nó cũng nóng hết lên, thế là hỏa đại nó cũng bốc lên. Thế nhưng mà lúc đấy mình biết cách mình để tâm nhẹ nhàng lại thì là nó lại hết đi. Mình biết cách nhá. Ví dụ như khi mà mình thấy có cái gì đó thái quá thì mình phải biết cách tác ý giảm, để tức là mình phải biết cách điều chỉnh cái tâm, điều chỉnh cái mức chú tâm cho nó phù hợp lại thì nó sẽ hết. Để tâm nhẹ nhàng lại thì nó sẽ hết căng thẳng. Còn khi nào mình thấy cái tâm của mình nó giải lãi quá thì mình lại hơi tinh tấn lên một tí thì là nó sẽ quân bình ổn định lại. Nhưng mà đại đa số mọi người hành thiền là có lúc thì tinh tấn thái quá, lúc thì giải lãi quá, và không biết cách là quân bình để cho tâm nó đều 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 đặn liên tục. Nên phải cố gắng làm sao giữ được cái
chánh niệm nó đều, nó không cần mạnh quá nhưng mà lúc nào nó cũng phải có, không lúc nào được mất, lúc nào nó cũng nhận biết cái đối tượng đấy ở cái mức trung bình vừa vừa, thỉnh thoảng hơi tăng lên một tí, thỉnh thoảng hơi giảm đi một tí, nhưng mà thường xuyên phải giữ ở cái mức vừa vừa đấy. Thế thì mình có ngồi suốt cả ngày nó vẫn không bị mệt nếu mình biết cách quân bình. Còn do người nào không biết quân bình thì có thời này mình thấy nó tốt, bởi vì cái thời đấy là cái tâm nó còn tươi tỉnh, nó còn sung mãn, cái sức lực nó còn mạnh mẽ thì mình có cái chú tâm tốt. Nhưng mà đến thời sau thì cái tâm của mình nó mệt quá, vì do mình tinh tấn quá thì nó căng thẳng, cho nên đến những cái thời sau ngồi nó không còn được tốt nữa, nó không còn sức để giữ được tâm ở trên hơi thở nữa, cho nên tâm nó chạy lăng xăng ở trên người, cho nên là nó bị bắt vào tứ đại. Nên là vậy thì mình phải cố gắng biết cách để tâm nó nhẹ nhàng tự nhiên hơn, thì nó sẽ có được cái sự thoải mái như vậy suốt cả ngày. Ngồi thời nào nó cũng sẽ tốt nếu biết cách quân bình tâm. Nếu mình không biết quân bình thì có thời tốt, thời không tốt là vậy.